Cô chào tất cả các em. Các em thân mến, video bài giảng ngày hôm nay thì cô sẽ cung cấp cho các em những đơn vị kiến thức ở bài 9 với chủ đề Âm vang của lịch sử với thể loại truyện lịch sử trong chương trình ngữ văn lớp 8 bộ sách Chân trời sáng tạo. Và trong video lần này thì cô sẽ cung cấp cho các em một số những chi thức ngữ văn cơ bản về thể loại truyện lịch sử. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi vào thứ nhất là về chủ đề Chủ đề là âm vang của lịch sử. Kem biết là từ xưa đến nay thì lịch sử được lưu truyền và các nhà viết sử đã từng tìm cách để sao chép sử sách lên tre, lên gỗ, lên giấy tốt, thậm chí lên các vật liệu bền vững quý hiếm giống như là đá quý hay là kim hoàn vân vân nhưng dù chiếc vào đâu thì ký ức lịch sử cũng khó có thể lưu giữ đại lại được bền lâu giống như chép được vào trong tâm trí của lòng người qua các tác phẩm nghệ thuật và ở đó thì các sự kiện các nhân vật các bối cảnh lịch sử được biến thành chuyện thành hình tượng nghệ thuật sinh động và độc đáo như vậy có thể nói là âm vang của lịch sử âm vang rõ nhất đó chính là âm vang từ những tác phẩm từ những văn bản, từ những bộ tiểu thuyết viết về lịch sử. Và cho đến ngày nay nó sẽ còn lưu lại và nó sẽ giữ mãi, mãi cái tiếng nói từ xa xưa vọng lại cho đến bây giờ. Đấy chính là chủ đề âm vang của lịch sử. Trong chủ đề này, chúng ta được làm quen với thể loại chuyện lịch sử, với các văn bản cụ thể như sau. Thứ nhất, Hoàng Lê Nhất Thống Chí của tác giả Ngô Gia Văn Phái Thứ hai, lá cờ theo sáu chữ vàng của tác giả Nguyễn Hy Tưởng. Thứ ba, một văn bản thực hành đọc mở rộng bến nhà rồng năm ấy của tác giả Sơn Tùng. Ba văn bản này thuộc thể loại chuyện lịch sử. Bên cạnh đó, chúng ta đọc một văn bản kết nối chủ đề. Đó là văn bản Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca. Đấy là những cái văn bản, bốn văn bản mà chúng ta học ở trong thể loại chuyện lịch sử, ở trong chủ đề âm vang của lịch sử các em ạ và đại nam quốc sử diễn ca chính là thể loại thơ thơ nhưng lại kể chuyện lịch sử đấy thơ nhưng kể chuyện lịch sử thì chúng ta sẽ cùng tìm đọc văn bản này để cảm hiểu cảm nhận được một cái thể thơ mà lại kể chuyện lịch sử thì nó có đặc điểm gì và nó có giống như một tác phẩm truyện viết về lịch sử hay không kem nhé về phần tri thức ngữ văn trong phần tri thức ngữ văn này thì chúng ta quan tâm đến quan tâm đến đó chính là thể loại chuyện lịch sử vậy chuyện lịch sử là gì khái niệm về chuyện lịch sử chuyện lịch sử là loại chuyện lấy đề tài lịch sử lịch sử ở đây có thể là lịch sử quốc gia dân tộc có thể lịch sử dòng họ hay là lịch sử một danh nhân nào đó để làm nội dung chính trong khi kể lại các sự kiện nhân vật chuyện lịch sử thường làm sống dậy một bức tranh rộng lớn sinh động về một thời đã qua và mang lại cho người đọc những nhận thức mới mẻ hay bài học sâu sắc vậy thì à, gọi là chuyện lịch sử thì trước hết nó nằm trong thể loại chuyện nhưng có đề tài lịch sử Đã, các kem lưu ý có đề tài lịch sử mà đề tài lịch sử đây rất là rộng lớn có thể là lịch sử của đất nước có thể là lịch sử của dòng họ nhưng cũng có thể là lịch sử của một danh nhân ví dụ như là một cuốn sách mà viết về à, viết về à, danh nhân văn hóa một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ví dụ bắc hồ chẳng hạn cũng được coi là chuyện lịch sử đó các em thấy nhé. ví dụ như là văn bản đến nhà rồng năm ấy chính là chuyện lịch sử và lấy đề tài từ một danh nhân từ lịch sử của một danh nhân chứ không phải là lịch sử của một quốc gia dân tộc nhưng lá cờ theo sáu chữ vàng hay là hoàng lên nhất thống chí thì lại lấy đề tài từ lịch sử quốc gia dân tộc đó các em thấy đặc điểm của chuyện lịch sử đặc điểm thứ nhất đó là về cốt truyện À, đối với à, bài 9 thì chúng ta học thì chúng ta sẽ được làm quen với hai kiểu cốt truyện một là cốt truyện đơn tuyến và hai là cốt truyện đa tuyến đơn tuyến đơn là ít là một đơn tuyến là một thôi là cốt truyện mà có một chuỗi sự kiện đơn giản gắn với một vài nhân vật chính để tạo thành một cái à, để tạo thành một tuyến truyện duy nhất nói một cách dễ hiểu thì cốt truyện đơn tuyến là cốt truyện mà nó liên quan đến một tuyến sự việc, từ đầu đến cuối chỉ liên quan đến một tuyến sự việc, một tuyến nhân vật. Đó. Cái cốt truyện nó rất là đơn giản, đấy là cốt truyện đơn tuyến. Còn cốt truyện đa tuyến, đa là nhiều. Đa tuyến tức là cốt truyện có tới hai chuỗi sự kiện trở lên, gắn liền với hai hay là hơn hai tuyến nhân vật, tạo thành nhiều cái tuyến nhân vật ở trong tác phẩm có thể là một tuyến nhân vật anh hùng có thể là tuyến nhân vật là quân phản chất đấy quân phản quân giặc đấy ví dụ như là trong tác phẩm hoàng lê nhất thống chí á, thì có tuyến nhân vật vua quang trung là tuyến nhân vật anh hùng nhưng bên cạnh đó lại có tuyến nhân vật của quân thanh quân giặc xâm lược tuyến nhân vật của bè lũ bán nước đó là hoàng lê đó là vua lê đó các em thấy thì đây là các tuyến nhân vật thì cốt truyện đa tuyến thì bao giờ cũng thế các cái sự việc ấy thì nó phức tạp hơn nó đa diện nhiều chiều hơn và các em lưu ý là nó gắn liền với nhiều tuyến nhân vật thì đó là cốt truyện đa tuyến và trong chuyện lịch sử ấy thì cốt truyện trong chuyện lịch sử là cốt truyện trình bày một hệ thống các sự kiện phức tạp đấy liên quan đến nhiều tuyến nhân vật vận động phát triển đồng thời các tuyến sự kiện này có thể được kể song hành đan xen nhau trong cùng một chương hoặc một hồi của chuyện. Như vậy thì nói như vậy, các em có thể thấy là chuyện lịch sử thường có cốt truyện đa tuyến. Đấy là thường các em nhé. Nhưng không có nghĩa là tất cả các câu chuyện lịch sử đều có cốt truyện đa tuyến. Đó. Đặc điểm thứ hai của chuyện lịch sử đó là về bối cảnh. Về bối cảnh ý, thì chuyện lịch sử bao giờ cũng gắn với một thời gian, không gian hết sức là cụ thể. Thời gian, chuyện lịch sử thường tái hiện một sự kiện một nhân vật lịch sử gắn với một khoảng thời gian rất cụ thể một thời đại rất cụ thể trong quá khứ kem nhé đấy kem lưu ý về không gian thì không gian trong chuyện lịch sử cũng thường gắn với thời gian thường gắn liền với một cái niên đại thời đại cụ thể nào đó hay nói khác là không gian thời gian ấy thì luôn đi liền với nhau luôn đi liền với nhau gắn kỳ với nhau ví dụ như là à, bên bờ thiên mạc một cái tác phẩm chuyện lịch sử bên bờ thiên mạc thì thứ nhất là vừa có địa danh, không gian đó là ở trên sông Thiên Mạc, ở bên bờ Thiên Mạc một cái địa danh lịch sử. Nhưng vừa gắn với một thời gian đó là cuộc kháng chiến của uh, vua tôi nhà Trần uh, kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược. Đấy các em thấy, vậy uh, chuyện lịch sử bao giờ cũng gắn với một bối cảnh nhất định. Và chính vì nó gắn với bối cảnh nhất định bởi vậy khi tìm hiểu chuyện lịch sử thì các em cần phải chỉ ra cái bối cảnh của đất nước đó chỉ ra được cái sự kiện lịch sử được phản ánh ở trong tác phẩm chuyện đó các em lưu ý đặc điểm thứ ba là về nhân vật về nhân vật thì nhân vật chính trong chuyện lịch sử thường là những nhân vật mà có cuộc sống sự nghiệp của họ có ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của một dòng tộc của một quốc gia đó, mà tên tuổi của họ đã được ghi chép trong lịch sử Nói một cái khác, nhân vật chính trong chuyện lịch sử thường là những nhân vật có thật, những con người có thật mà người ta gọi là nhân vật lịch sử. Thứ hai là nhân vật phụ. Nhân vật phụ thì thường do người viết bổ sung có thể không có vai trò quan trọng về lịch sử nhưng lại cần thiết cho việc làm nổi bật sự kiện của nhân vật chính. Nói cái khác là nhân vật phụ ý, đôi khi có thể là nhân vật do hư cấu tưởng tượng. Nhưng nhân vật này á, là có vai trò quan trọng để làm nổi bật nhân vật chính. Đấy, các em có thể thấy, đó chính là các nhân vật ở trong chuyện lịch sử. Bởi vậy mà khi học chuyện lịch sử, thì các em lưu ý là chúng ta sẽ cần, chúng ta cần phải nắm được cả nhân vật chính, nắm được cả nhân vật phụ, nắm được đâu là nhân vật lịch sử và đâu là nhân vật hư cầu tưởng tượng. các em thấy, lưu ý điều đó. Và đặc điểm thứ tư là ngôn ngữ trong chuyện lịch sử. Ngôn ngữ trong chuyện lịch sử thì thường mang đậm sắc thái lịch sử, thường mang đậm sắc thái lịch sử. Thế nào là đậm sắc thái lịch sử? Nếu như là một tác phẩm chuyện lịch sử mà tái hiện được cái bối cảnh lịch sử từ thời đại phong kiến, từ từ thời đại vua tôi nhà Trần nhà Lê vân vân, thì chắc chắn là trong cái thời đại đó mà có vua, có triều đình, có quan lại, có chức tước, thì trong văn bản đó thì đương nhiên là người thì sẽ sử dụng cái ngôn ngữ cho phù với thời đại ví dụ như là quốc công ví dụ như là bậc hoàng thượng bệ hạ hoặc là thần vân vân đó thế nhưng mà nếu như là một tác phẩm truyện lịch sử phản ánh một cái thời đại lịch sử ở thời hiện tại ví dụ như là bến nhà rồng năm ấy chẳng hạn thì uh, uh, viết về một cái lịch sử của một danh nhân đó chính là bác hồ của chúng ta thì không thể sử dụng cái ngôn ngữ như là bậc như là hoàng thượng hay là bệ hạ hay là tâu được mà sẽ phải sử dụng cái ngôn ngữ sao cho phù hợp với thời đại lịch sử đấy chính là ngôn ngữ vậy chốt lại à, chuyện lịch sử có bốn đặc điểm một là bối cảnh hai là nhân vật ba là đề tài bốn là ngôn ngữ đấy các em sẽ chú ý à, bối cảnh chính là thời gian không gian đề tài thì phải xác định được là chuyện lịch sử này phản ánh đề tài gì và gắn với sự kiện lịch sử nào ba là phải xác định được đâu là nhân vật lịch sử và phải tìm hiểu được khi mà đã xác định nhân vật lịch sử thì cần phải tìm hiểu được đặc điểm tính cách của nhân vật và bốn là ngôn ngữ của chuyện lịch sử đó là những nét rất là cơ bản về tri thức ngữ văn trong chuyện lịch sử à, bài giảng ngày hôm nay của cô dừng lại ở đây rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe đừng quên đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo để các em sẽ cảm nhận được các video bài giảng trong chương trình ngữ văn lớp 8 nói chung và trong bài 9 của bộ sách Chân trời sáng tạo nói riêng. Chào và hẹn gặp lại các em.